Di chúc miệng trong trường hợp nào mới được coi là hợp pháp? Harlan Tân Phú xin chào quý anh chị. Vừa rồi bên mình có nhận được câu hỏi như sau. Bố mẹ em mất không để lại di chúc về sở hữu đất đai, chỉ nói bằng miệng là để cho em quyết định tất cả. Nhà em có 5 người, 4 chị em gái và em là con trai. Vậy để hợp thức hóa quyền sử dụng đất sau này để em có thể đứng tên sở hữu đất và có thể bán khi cần, phải làm như thế nào? Và cần chứng từ liên quan gì? Hiện tại trên hộ khẩu chỉ còn tên của bố mẹ và em. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Di chúc là gì? Theo quy định tại Điều 624 Bộ Luật Dân sự năm 2015, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Hình thức của di chúc như thế nào? Di chúc phải được lập thành văn bản. Nếu không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Di chúc miệng trong trường hợp nào mới được coi là hợp pháp? Bố mẹ bạn mất không để lại di chúc về sở hữu đất đai nhưng lại nói bằng miệng rằng cho bạn quyết định tất cả. Theo quy định tại khoản 5 Điều 630 Bộ Luật Dân sự năm 2015 thì di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Chiếu theo quy định trên thì có thể thấy rõ ràng di chúc miệng trong trường hợp của bạn là không hợp pháp. Cảm ơn quý anh chị đã xem video. Hãy follow kênh để theo dõi thêm nhiều video bổ ích nhé!